Sau khi rước ở sân bay ha, bây giờ về ăn cơm, bữa cơm gia đình, các vị xem nè, cái không khí ăn cơm gia đình ha. Wow. Ta cao hay lùn gì ta ngồi cũng được hết á. Bà lựa chọn mà. Ngồi lên ghế nó giống nhau mà. Cái này là anh yêu cầu muốn ăn. Ủa vậy hả? Ờ canh bởi vì á bầu thèm ăn được cá lóc. Cá lóc đồng đúng không? Cá lóc đồng. Đúng vậy. Dạ dạ. Đó cái này là món ăn theo yêu cầu. Dạ. Sao có người nói với con á bên Mỹ cũng có cá lóc đồng nữa. Mà Florida gì đó. Không. Có anh gì anh ở đâu? Ở đâu 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 đâu. À Washington DC. Họ nói là có cá lóc đồng. Cá ướp lạnh. Không biết anh kiếm đâu ra. Rồi. Cá đông lạnh nó quẹo tên trình nè. Dạ. Cái này á là người Việt mình nhìn là thấy nó đạm bạc lắm nhưng mà với anh là đặc sản. Dạ dạ dạ. Đâu phải dễ kiếm đâu. Xem nào bây giờ xếp ghế để ngồi ăn cơm ha. Rồi, đi vô ngồi mời cả nhà. Đồ ăn nè. Nãy giờ ăn xong mới quay ha. Thì quay rửa chén. Đói quá rồi nên là ăn xong mới quay. Cá. Cá lóc kho ha. Rồi cá nấu canh. Thì có bánh bèo nữa. Bánh bèo ngon bụng tại vì đi nãy chứ không? Lỡ cỡ phải không? Mệt. Giờ này nó lỡ cỡ. Nãy đói dữ lắm. À. Dạ con rước từ từ về tới với mình ngày đầu tiên quá. Cái ghê không rước được kìa. Dạ. Phải rước được á. Ok anh về hôm qua rồi hả? Ok. Rồi bây giờ dây em mới nói với Bảo Linh nè, anh nói gì rượu ha. Có một bé Thảo con chọc vô nó qua bên đây rồi nói qua bên đây luôn. Bây giờ em ta xong kêu người ta vậy đúng rồi, không chồng nó đi xe đi em nói chưa. Đây mỗi Bảo Linh có nhà 26 này nói chăm chỉ cho em gì lắm. Sáng đi chiều về em muốn cái công việc thảo bộ mà rồi tới ngày đã đánh lỗ hai chín xong. Ok rồi, chị chỉ có đồ bà Bảo Linh đi đấy hả? Ồ hàng chó. Ok thì mình muốn ruột thịt mình đi mà thì tùy anh thôi hả? Thì cái đó tùy anh thôi nhưng mà cái có chuyện gì anh em mình nó nói chuyện đều không phải đệ tử anh mà. Rồi ok để vậy đi ha. Ok. Rồi thì thôi bây giờ này. Rồi bây giờ tụi nó ăn cơm xong rồi nè, bây giờ thôi đủ rồi, bây giờ để tụi nó về nó còn lo công việc tụi nó ha. Rồi đó gì anh em mình nói chuyện sau ha. Ok. Anh em bay em. Rồi, tôi quyết định vậy con. Dạ 26 nha. Sáng 26 rồi đi sớm. Đi sớm em về dưới mình tranh thủ làm hết công việc rồi mình muốn đi đâu rồi đi. 5-6 giờ hả chú? Dạ dạ. Dạ. 5-6 giờ hả? 6 giờ sáng. Đó, ngon lành. Đi giờ đó nó mát. Dạ. Đó, chú Linh sắp xếp công việc ha. Sắp xếp lịch này nọ. Đó, để sắp tới đi Vĩnh Long. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, hai đứa. Rồi, cháu của chú về. 26 đây này đi về quê nội. Không. 26 tết thì nè đi về tại tổ bộ và bà nội con. Nay 22 rồi 4 ngày nữa. 4 ngày nữa là thứ thứ 5 phải không? Thứ 5. Có xe con đó. Ủa như cách đây mấy ngày là lên chỗ bà nội mà. Đúng không? Ừ. Bà nội, chỗ bà nội mẹ làm cái đó. Chỗ bà nội. Rồi. Năm nào đi nhà lại con bà đúng không? Có năm nào má không bà. Có đi thì đâu ba đâu bé buộc. Không chứ con đi được cái đó gần. Ok, rồi thôi, khỏi. Thôi, còn cái đám dỗ là phải sắp xếp về. Không, nếu như mà đâu nãy con đám dỗ quê. Cái gì cái chứ là cái đám dỗ gì à, không ai biết con á, ba muốn giới thiệu thì một chim đứa con nữa. Biết chưa? Mỗi năm chẳng về nữa rồi. Mỗi năm về nữa rồi. Cái nhà tôi. Vậy đó, coi như là ngày 20 cái gì con? Ngày 16 dương lịch đó, của tháng 2 là ra đám dỗ bà của nội con đó, ba dỗ
nói đi sẵn đi về dưới có một bà nội con gì yếu nữa, bà con người ba bốn cho mọi người biết con bốn năm tay bán hàng gái nhưng mà làm cho bà biết để con cái dưới cà dinh chạy lên chút xíu mà chị tiến hay tiến sẵn đi dưới cà dinh đi xe lên đây lên được tới là đầu ngõ đi vô chú đang sắp xếp lịch ha. Cái gì đi chơi thêm cũng được. Ba vỗ mà. Muốn đi chơi hết thì cứ đi. Còn không có thì con đi ngủ. Cũng được. Cố của con á. 16 tay. 16 tay chắc 11 12 gì đó, 11 12 mùng á. Một năm là một tay. Nó đang sắp xếp lịch ha. Về Vĩnh Long làm đám giỗ. Ngày 20 tây người dân nó báo anh rồi là ngày 10. Giờ chắc cũng làm cái gì? Ngày 16. Là làm cho cái gì mình đó. Làm cái gì? Đúng rồi cái mé đó đó. Vậy ha. 16 là 11. Tại vì con chạy lên chút xíu à. Tại vì mà làm nó chạy lên trên vài đồng lên quê nội ba. Còn con muốn về tài chính thì con phải chạy ngang quê nội ba rồi con mới về, con phải muốn về với tài chính. Đúng không? Thành ra bữa đó làm gì làm chứ không phải bao nhiêu mà thì có khoảng 12 giờ rồi mới đại. Tới 12 giờ mới đại. Trà Vinh qua gần lắm, đi quốc lộ 53 qua. Anh biết không? 60-70 cây à. Tụi cái đâu biết. Dạ dạ, đi 60-70 cây à. Vui ha. Không khí. Sao mày biết dầu dòng họ nhà tao? Có gần nhà đứa con ở Hòa Thạnh luôn mà. Ủa mẹ Hòa Thạnh hả? Con biết cháu của bác á, con bé gì bé Vi á. Không khí vui quá. Nó trộn rộn. Ê mày muốn dưới nhiên du lịch người ta tưởng đâu mày Hàn Quốc, Nhật thôi. Giờ đến Vĩnh Long mày cũng biết tại sao mày muốn thì quê thôi, tôi không biết. Ủa mày định đi chơi đi Sinh Long hả? Rất là tốt. Giàu hả bà? Đó là show bóp xài thử. Được rồi. Dạ dạ dạ. Không khí ha. Vui lắm. Bánh là Bi cũng làm neo luôn á. Vui có làm neo không? Đâu mà ai về ở Hòa Thạnh luôn các bạn ha. Dạ con đâu còn đang tâm sự. Tâm sự gia đình ha. Nhưng mà con biết khu này, con biết ở khu trong xã. Thôi vậy chứ tưởng đâu. Bé Vi hôm bữa bác cho con coi á, là bé Vi là học sao con 1-2 khóa gì con, 1-2 lớp gì đó không nhớ. Mà hồi nhỏ thì học cùng trường với nhau biết mà. Đúng là mày lớn hơn đó mà mày học cùng lớp đó là hiểu rồi đó. Đó. Lưu Bang phải không? Cái đó tên nói là Lưu Bang đúng không? Mày ở lại nơi đó là tao biết làm đó thầy giáo dạy. Rồi, tao đi bỏ vô. Ừ ha, không khí. Để dưới đó cùng con rồi để nó nặng. Thôi, một cái đủ rồi. Làm là hôm thứ ba hả con? Dạ, mình đang có thứ ba đi đó. Chồng hôm nay được mùa đó gì kiểu hôm nay định định mùa hả? Là tại cô lấy chồng Việt Kiều thôi. À? Bà không cho đi lấy chồng Việt Kiều thôi. Đón chồng Việt Kiều về hả? Ủa anh không có kẹo cho mấy đứa con của... Chưa có phối hợp ra, tại còn là học lớn thôi à. Còn gặp nữa không? Thì con gặp thôi, gặp tôi nữa. Con gặp tôi nữa, cái này tôi cho quà của nó về trước thôi. Còn bánh kẹo là để sao tôi về cho nó con. Bánh kẹo thì bây giờ còn không lớn không mà người ta không có thu đi ra được. Con nhẹ rồi, sắp cái bên kia sáng thôi. Để nó khác vào con đó. Khác vào. Ủa? Tí đi, rồi điện lên không chưa? Không khí trồng rộn ha. Vui quá. 3 giờ mấy rồi chắc không rồi đó. Đây là cái quận Tân Phú nha quý vị. Tân Phú ha. Rồi ha, cảnh thanh bình. Nhưng trong hẻm nó yên tĩnh lắm vậy.
Ngâm mấy nghe nó không yên tĩnh ha. Mà được cái ở Việt Nam thì bà con hàng xóm vui vẻ hơn bên Mỹ. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị nha.